học cách người xưa để biết nên làm gì khi xa cơ lỡ vận trong cuộc sống hàng ngày không ít người xa cơ khi việc làm ăn đang tốt bỗng dưng lâm vào khó khăn cùng cực có người đang có nhà cao cửa rộng bỗng chốc trắng tay chỉ sau một đêm hiện tượng này giờ đây càng trở nên phổ biến hơn nữa trong thời kỳ nền kinh tế đang suy thoái thời gian suy thoái kinh tế càng kéo dài thì càng có nhiều người xa cơ lỡ vận đến mức có cảm giác không thể cứu vãn được nữa chỉ muốn buông xuôi hầu hết chúng ta khi rơi vào tình cảnh này sẽ không biết làm gì chỉ biết ngậm ngùi chịu trận thậm chí có người tiêu cực hơn còn chán nản hay cáu kỉnh xấu tính hoặc sống khép mình đúng là khi làm việc gì ta cũng chỉ muốn nghĩ tới viễn cảnh tốt đẹp nhất của nó thế nhưng ta đừng quên tới hoàn cảnh tệ nhất có thể xảy ra khi đó ta nên làm gì đây ví dụ thời gian đầu bạn hào hứng khởi nghiệp rất mong việc làm ăn thuận lợi lên như diều gặp gió Thế nhưng cũng cần có luôn kế hoạch cho việc nên làm gì khi mọi thứ không suôn sẻ. Vậy khi xa cơ lỡ vận nên làm gì đây? Lúc đó hãy nhớ lại câu nói của người xưa dạy. Xa cơ lỡ vận đừng bi lụy. Trời sinh ta ắt có chỗ dùng để vững tâm trở lại bạn nhé. Chuyện kể lại rằng, một vị tướng giỏi tên là Tây Lư có lần đi gặp gỡ để thuyết giáo cùng các vua nước chư hầu nhưng vô tình lại gặp nạn suýt chết. Thuyền của ông bị đắm khi đi qua sông, May mắn có một người thuyền trài đã vớt ông lên. Người này cười vào mặt ông và nói, Này Tây Lư, nghe bảo ông đang đi việc quan trọng, nhưng ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, làm gì đủ tài mà đòi đi nói các vua chư hầu. Tây Lư đáp, Hòn ngọc bích đem diệt cửi không tiện bằng hòn ngói, hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa kỳ ngựa ký, ngay chạy nghìn dặm, nhưng cho bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo. Thanh gươm quý đem mà khâu dày thì không tiện bằng cái dùi. Chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua chư hầu thì chắc mờ mịt, khác nào như quạ vào trùng lợn. Có thể thấy, người tài giỏi đến mấy cũng có khi xa cơ, cuộc sống là vậy, luôn có thăng có trầm, khi đó không trách được việc sẽ có người cười chê dè biểu ta, thế nhưng hãy mặc họ. Hơn nữa, chính ta cũng cần bình tĩnh để nhìn nhận rõ sự việc, đừng để khó khăn hiện tại nhấn chìm ta hãy luôn tin tưởng vào năng lực của ta đang có đừng vì hoàn cảnh hiện tại mà nghĩ rằng ta vô dụng hãy tin trời sinh ta ắt có chỗ dùng đời người nói ngắn cũng đúng và nói dài cũng không sai nhưng dù thế nào cũng đủ để cho ta trải nghiệm không ít thăng trầm của cuộc sống có ngày ta hưởng được vinh hoa nhưng cũng có ngày tai họa ập đến lúc nào không chừng vì thế người xưa mới nhắc nhở chúng ta rằng thấy phúc đừng mừng quá thấy họa đừng vội buồn vì mọi thứ cũng chỉ là tạm thời chúng sẽ chỉ xảy ra trong một đoạn thời gian ngắn so với cả cuộc đời của bạn do đó khi thành công thì chớ vội đắc ý xem thường người khác lúc thất bại cũng đừng quá chán nản mọi thứ rồi sẽ thay đổi trong chớp mắt ta chẳng thể kiểm soát nổi thứ duy nhất ta có thể kiểm soát đó là dòng cảm xúc trong tâm mình vì thế hiểu rằng mọi thứ vô thường thay đổi chóng mặt nên dù trong cảnh tượng nào thì cứ hãy luôn giữ tâm thế ung dung tự tại thậm chí lúc gặp tai họa vẫn phải bình tĩnh khi hiểu rằng đó âu cũng là lẽ thường việc cần xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra hãy nhắc nhở mình rằng đó là trải nghiệm cần có trong cuộc đời này hãy cố gắng giữ lý trí để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất và sớm thoát khỏi khốn cảnh cuộc đời luôn có rất nhiều bài học cần ta phải trải qua bài dễ thì không nói làm gì bài khó thì cần ta cứng rắn mạnh mẽ hơn ta không vượt qua được thì khó mà trưởng thành cũng có thể xem cuộc đời là một cuốn phim chúng đang lần lượt diễn ra trước mắt ta cảm xúc của ta bị cuốn theo đoạn phim đó lúc này ta cũng cứ xem mình đang là diễn viên trong một cảnh nào đó hết cảnh ấy đời sẽ chuyển sang cảnh khác vì thế dù đang trong hoàn cảnh tồi tệ đến mức nào thậm chí đang bị phá sản nợ nần cảm thấy không lối thoát cuộc đời đối xử tệ mạt khiến bạn chẳng còn tha thiết sống nữa nhưng cần đủ lý trí để hiểu rằng nay ta đang xa cơ lỡ vận nhưng ngày mai mọi sự đã khác rồi hãy tìm cách thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình nếu cứ uất buồn khổ về thất bại về điều ta chẳng thay đổi được thì chỉ là ta đang lãng phí thời gian quý giá của mình mà thôi dù thất bại đang ở trước mắt đó nhưng ta hãy tin rằng trời sinh ra ắt có chỗ dùng nghĩa là bất kể ta là ai cũng có thể mang lại lợi lạc nào đó cho cuộc sống này một khi ta hiện diện trên cuộc đời nghĩa là ta đã là một kẻ có ích do đó hà cớ gì mà cứ mãi đắm chìm trong thất bại làm gì ta cũng như muôn loài đều có nhược điểm nhất định thế nên đừng vì chăm chăm vào vết xước trên viên ngọc mà quên mất rằng ta vốn là ngọc quý hãy nhớ rằng bạn cũng có ưu điểm do đó hãy tạm quên những thứ mình không làm được tập trung vào điều bạn làm được hãy nghĩ tới những lúc ai đó khen ngợi khi bạn làm tốt việc gì đó tìm ra lợi thế của bạn là gì điều gì làm bạn vui hãy khai thác và đào sâu vào đó. Điều quan trọng vẫn là hãy tin tưởng vào bản thân, cho dù bạn từng xa cơ trong hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, nhưng bạn đều có thể làm lại tất cả. Rồi tương lai của bạn lại dạng ngời như chưa có gì từng xảy ra. Cách vượt qua khó khăn, đó là phải tự đứng lên trên đôi chân của mình. Ở đời, dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ đi. Vậy nên, nhất định phải tự đứng trên đôi chân của mình. Trời có khi nắng khi mưa, Trăng có khi tròn khi khuyết, sông có khúc, người có lúc, ấy là lẽ tự nhiên. Giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời, một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất và hiểu ra ta còn mạng sống, còn trí tuệ, thì chẳng có gì phải sợ hãi cả. Rồi ta sẽ có thể gây dựng mọi thứ trở lại, thậm chí còn rực rỡ hơn cả khi xưa không chừng.